Hi, xin chào các bạn. Đây là bộ thảm WeatherTech AVM, một trong những sự lựa chọn thảm nhựa cao cấp dành cho xe VinFast hiện nay trên thị trường. Bởi vì sao? Bởi vì đa phần trên thị trường các cái thảm cho xe VinFast là thảm 4D hay 5D gì đó, hoặc là thảm nhựa thương hiệu Việt Nam. Chỉ duy nhất là có cái bộ thảm WeatherTech này là đồ hiệu của Mỹ. Đấy. Và trong clip này thì mời các bạn cùng mình xem là cái bộ thảm WeatherTech AVM này nó có gì hay hơn những cái bộ thảm thương hiệu Việt Nam, cũng như là xem nó có vừa với lại chiếc VinFast Lux A của mình hay không. Về thương hiệu WeatherTech thì miễn bàn rồi, bởi vì nó quá nổi tiếng đi. Nếu các bạn là dân chơi xe mà không biết WeatherTech là hơi bị dở, thì cái dòng AVM này là cái dòng thảm nhựa cắt theo xe, trim to fit. Thế nên là nó có thể phù hợp với rất nhiều dòng xe. Cái chữ AVM là viết tắt của All Vehicle Mat. Thì cái dòng AVM này các bạn có thể thấy là nó có cái thiết kế dạng khối rất là thông minh ở đây, để chúng ta có thể cắt từng cái khối này và cho nó phù hợp với cái phần sàn xe của chúng ta. Và cái việc cắt chúng ta có thể thực hiện một cách dễ dàng bằng kéo tại nhà. Điểm khác biệt của thảm nhựa WeatherTech so với lại những cái thảm nhựa còn lại trên thị trường nằm ở chỗ họ sử dụng vật liệu nhựa TPE, Thermoplastic Elastomer. Thì cái vật liệu TPE này nó có khá nhiều ưu điểm so với lại vật liệu nhựa PVC chúng ta thường thấy. Và chúng ta sẽ bắt gặp cái vật liệu nhựa TPE này ở những cái ron cao su của chiếc xe. À, vì sao? Bởi vì là vật liệu TPE nó có thể chịu nhiệt và chịu được những cái hóa chất cứng đầu tốt hơn so với lại vật liệu PVC. Ví dụ như là lỡ chúng ta có làm vơi xăng hay là những cái dầu lên cái bề mặt thảm nhựa WeatherTech này chẳng hạn, thì nó sẽ ít bị biến dạng hoặc là không bị biến dạng. À, thì nó là cái ưu điểm so với lại vật liệu PVC. Đặc biệt một cái điểm ăn tiền nữa là cái nhựa TPE nó không có những cái kim loại nặng, thế nên là nó sẽ không độc hại và nó không có mùi. Sở dĩ mình chọn cái thảm nhựa thay cho cái thảm nỉ theo chiếc xe là bởi vì thảm nhựa nó dễ vệ sinh hơn, dễ lau chùi và dễ hút bụi. Với cái dòng thảm AVM này thì WeatherTech họ cung cấp cho chúng ta ba sự lựa chọn về màu sắc. Đầu tiên là màu đen các bạn đang nhìn thấy ở đây, và màu nâu với lại một cái màu xám. Thì cái màu nâu của thảm AVM nó sẽ tươi hơn, sáng hơn so với lại cái màu nâu của nội thất xe VinFast này. Thế nên là mình quyết định mình chọn cái màu đen, một sự lựa chọn an toàn. Còn màu xám thì có thể là nó sẽ nhìn sạch hơn, nhưng mà mình nghĩ nó lại không phù hợp với lại cái màu sắc trong nội thất của chiếc xe mình. Theo mình là mấy cái thảm nhựa này có thể nhìn nó không có phải quá sang trọng, nhưng mà chấp nhận được. Và ít ra là nó không có bị sến như là những cái thảm 4D hay là 5D theo gu của mình nha. Ở phía trên thì cái thảm AVM này nó có những cái đường gân để mà nó giữ nước bên trong, và có những cái rãnh để mà nó giữ phần cát bụi và giúp cho chúng ta dễ làm vệ sinh hơn. Còn bên dưới thì nó sẽ có những cái gai như thế này để mà nó cố định cái phần thảm bên trên cái sàn của cái xe, và từ đó chúng ta không cần phải sử dụng tới cái nút gài như là thảm zin. Chọn vía là hai cái miếng thảm nhựa cho hàng ghế sau nó khá là vừa khít. Đây cho các bạn xem cái phần đầu của cái thảm nè, nó lọt thỏm vào hai cái ray hàng ghế trước, cứ như là cái thảm này được sản xuất cho cái dòng xe Lux A vậy. Chỉ có một cái điểm ở đây, đó là cái phần bo này thoạt nhìn qua thì nó giống như là một cái chi tiết dư của cái thảm và nó không vừa với sàn xe. Nhưng mà nhìn lâu ngày thì mình lại thấy nó hay hay, bởi vì nó có đường cong khá là nghệ thuật. Hơi tiếc là bộ AVM này nó thiếu đi cái miếng che con ngựa ở giữa hàng ghế sau, nhưng mà chi tiết này cũng không quá quan trọng, bởi vì mình nghĩ là cũng ít người ngồi ở vị trí này. Cái miếng ở bên vị trí người lái này thì mình thấy là nó khá ổn và nó vừa vặn với lại sàn xe. Đặc biệt là sau khi cắt xong thì nó không ảnh hưởng tới hành trình chân phanh hay là hành trình chân ga của chiếc xe. Còn ở bên vị trí ghế phụ thì mình chưa được ưng ở cái chỗ là nó hơi ngắn. Thế nên là khi mình đặt chân như thế này thì một phần cái bàn chân của mình nằm ở bên trong thảm, một phần thì nó lại nằm ngoài. Đó, thì chỉ có một cái khuyết điểm nho nhỏ như vậy thôi. Phần còn lại thì mình thấy khá là thỏa mãn với cái bộ thảm nhựa hàng hiệu được sản xuất tại Mỹ này. Sản xuất tại Mỹ luôn nha các bạn. Mức giá của bộ thảm WeatherTech AVM thì nó tầm khoảng chưa tới 2 triệu, tức nghĩa là nó tương đương với lại những cái dòng thảm nhựa đến từ thương hiệu Việt Nam khác. Có thể là cái thảm AVM này nó chưa được
may đo đong đếm sát như là những cái thảm nhựa Việt Nam, nhưng mà bù lại nó xài vật liệu xịn và không độc hại. Các bạn có thể tìm mua cái bộ thảm WeatherTech AVM này tại những chuỗi cửa hàng Casonet hoặc là Look & Care thì hàng luôn có sẵn tại Việt Nam. Vậy nha, xin cảm ơn.